Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn lịch sử và địa lý lớp 4 trang 52 đến trang 55, bài 10 Văn Miếu Quốc Tử Giám. Thì học xong bài này các em sẽ xác định được một số công trình tiêu biểu như là Khuê Văn Cát, Nhà Bia Tiến Sĩ, Văn Miếu Quốc Tử Giám trên sơ đồ khu di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám. Đọc được tư liệu lịch sử, mô tả được kiến trúc và chức năng của một trong các công trình Văn Miếu Quốc Tử Giám, Nhà Bia Tiến Sĩ, bày tỏ được cảm nghĩ về truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam, đề xuất được ở mức độ đơn giản một số biện pháp để giữ gìn các di tích lịch sử. Khởi động trong luật thủ đô năm 2012, thì Khuê Văn Cát tại Văn Miếu Quốc Tử Giám được chọn là biểu tượng của thủ đô Hà Nội. Vì sao Khuê Văn Cát lại được chọn làm biểu tượng của thủ đô Hà Nội? Ngoài Khuê Văn Cát, Văn Miếu Quốc Tử Giám còn có những cái công trình tiêu biểu nào khác? Các em quan sát hình 10 ở đây là biểu tượng của thủ đô Hà Nội. Khuê Văn Cát lại được chọn làm biểu tượng của thủ đô Hà Nội là bởi vì công trình này gắn với truyền thống lịch sử văn hóa của Hà Nội và cả dân tộc Việt Nam, thể hiện nguyện vọng niềm tự hào của người dân thủ đô và nhân dân cả nước về một thủ đô văn hiến văn minh. Ngoài Khuê Văn Cát thì chúng ta có Văn Miếu Quốc Tử Giám còn có những cái công trình tiêu biểu khác, đó là Nhà Bia Tiến Sĩ, khu Đại Thành, khu Thái Học, lầu Chôn, lầu Trống vân vân. Tiếp theo bài học 1, khu di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám. Câu hỏi đọc thông tin và quan sát hình 2, em hãy xác định một số công trình tiêu biểu của khu di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám. Thì di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám, di tích lịch sử và kiến trúc Văn Miếu Quốc Tử Giám là một trong những cái khu di tích quốc gia đặc biệt của Việt Nam. Quần thể khu di tích gồm có Hồ Văn, khu Văn Miếu Quốc Tử Giám và Vườn Giám. Các em quan sát hình 2 ở đây là sơ đồ khu di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám. Thì các em đọc thêm sách giáo khoa. Như vậy chúng ta trả lời câu hỏi đọc thông tin và quan sát hình 2. Em hãy xác định một số công trình tiêu biểu của khu di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám. Thì Văn Miếu Quốc Tử Giám, Văn Miếu gồm các công trình kiến trúc như là Cổng Văn Miếu, Cổng Đại Trung, Khuê Văn Cát, Nhà Bia Tiến Sĩ, Cổng Đại Thành và khu Đại Thành. Thì các em quan sát sơ đồ. Rồi Quốc Tử Giám thì có các công trình như là Cổng Thái Học, khu Thái Học, lầu Chuông, lầu Trống. Tiếp theo Văn Miếu. Đọc thông tin và quan sát hình 3, em hãy mô tả kiến trúc và chức năng của một trong các công trình Văn Miếu Quốc Tử Giám. Năm 1070, vua Lý Thánh Tông cho xây dựng Văn Miếu để thờ Khổng Tử và các nhà nho có công trong việc phát triển nho giáo. Văn Miếu gồm có các công trình kiến trúc tiêu biểu như là Cổng Văn Miếu, Cổng Đại Trung, Khuê Văn Cát, Nhà Bia Tiến Sĩ, Cổng Đại Thành, khu Đại Thành, Cổng Thái Học, khu Thái Học. Khuê Văn Cát thì Khuê Văn Cát được xây dựng năm 1805, có kiến trúc độc đáo và thanh thoát, xung quanh trang trí phù điêu rồng với hoa lá. Tầng trên có kiến trúc mái gỗ, lợp ngói ống, lan can bằng gỗ, cửa sổ tròn với các thanh gỗ tỏa ra bốn phía, tượng trưng cho sao Khuê. Bốn mặt của Khuê Văn Cát có cầu đối ca ngợi nền văn hóa dân tộc. Tiếp theo Nhà Bia Tiến Sĩ. Văn Miếu có 82 tấm bia tiến sĩ tương ứng với 82 khoa thi, được dựng từ năm 1484 cho đến năm 1780. Nội dung các tấm bia ghi tên, quê quán, khoa thi của 1304 tiến sĩ. Các nhà bia có khung làm bằng gỗ, mái lợp ngói, mũi hài, nền lát gạch. Việc lập bia tiến sĩ thể hiện sự tôn vinh người hiền tài và truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam. Các em quan sát hình 3, đây là bia tiến sĩ. Thì tháng 7 năm
Tháng 7 năm 2011 thì 82 bia tiến sĩ tại Văn miếu Quốc Tử Giám được UNESCO ghi danh là di sản tư liệu thế giới trên phạm vi toàn cầu. Tháng 1 năm 2015, 82 bia tiến sĩ này tại Văn miếu Quốc Tử Giám được chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia. Quốc Tử Giám năm 1076, vua Lý Nhân Tông cho xây dựng Quốc Tử Giám phía sau Văn miếu để làm nơi học tập của các hoàng tử và con của các quan đại thần. Đến đời Trần thì Quốc Tử Giám còn nhận cả con nhà dân thường học giỏi vào học. Quốc Tử Giám có các công trình như là cổng thái học, khu thái học, lầu chôn, lầu trống. Đoạn tư liệu: dưới thời vua Lê Thánh Tông, Văn miếu Quốc Tử Giám được trùng tu và mở rộng làm điện đại thành ở Văn miếu cùng nhà Đông Vu, Tây Vu, điện canh phục, kho chứa ván in và độ tế lễ, nhà Minh Luân giảng đường Đông Tây, nhà bia Đông Tây, phòng học của học sinh xung quanh tường xây tường bao. Theo Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều hậu Lê, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư tập 2, nhà xuất bản Khoa học Xã hội Hà Nội 1998, trang 493. Như vậy các em sẽ đọc thông tin và quan sát hình 3, em hãy mô tả. Như vậy thì các công trình trong Văn miếu Quốc Tử Giám thì có một cái kiến trúc ở đây. Ở đây chúng ta sẽ nêu, chúng ta sẽ mô tả kiến trúc và chức năng của một trong các công trình trong Văn miếu Quốc Tử Giám. Thì ở đây chúng ta sẽ nói về bia tiến sĩ. Mô tả kiến trúc và chức năng của nhà bia tiến sĩ. Kiến trúc: các nhà che bia làm bằng khung gỗ, lợp ngói mũi hài, nền lát gạch. Trong khu vực nhà bia tiến sĩ có 82 tấm bia tiến sĩ tương ứng với 82 khoa thi, được dựng từ năm 1484 đến năm 1780. Nội dung các tấm bia ghi tên quê quán khoa thi của 1304 tiến sĩ. Chức năng nhà bia tiến sĩ thể hiện sự tôn vinh người hiện tài và truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam. Tiếp theo số 2 nhỏ, một số biện pháp giữ gìn khu di tích Văn miếu Quốc Tử Giám. Câu hỏi đọc thông tin và quan sát hình 4, em hãy cho biết những cái biện pháp nào đã được thực hiện để giữ gìn khu di tích Văn miếu Quốc Tử Giám. Thì trải qua thời gian, do tác động của môi trường và con người, khu di tích Văn miếu Quốc Tử Giám dần bị xuống cấp. Để giữ gìn khu di tích quốc gia này thì nhà nước đã đầu tư kinh phí để trùng tu tôn tạo. Cơ quan quản lý Văn miếu Quốc Tử Giám cũng đã tiến hành nhiều hoạt động nhằm tuyên truyền đến khách tham quan về trách nhiệm bảo vệ môi trường, không xâm phạm hiện vật, tổ chức các chương trình giáo dục di sản cho học sinh. Các em quan sát hình 4. Thì hình 4 ở đây thể hiện sự tìm hiểu về di tích Văn miếu Quốc Tử Giám và lịch sử Thăng Long Hà Nội. Như vậy, chúng ta trả lời câu hỏi, chúng ta sẽ quan sát hình 4 và cho biết những cái biện pháp đã được thực hiện để giữ gìn khu di tích Văn miếu Quốc Tử Giám. Thì những biện pháp đó là: nhà nước đã đầu tư kinh phí để trùng tu tôn tạo các công trình trong khu di tích. Cơ quan quản lý Văn miếu Quốc Tử Giám cũng đã tiến hành nhiều hoạt động nhằm tuyên truyền đến khách tham quan về trách nhiệm bảo vệ môi trường, không xâm phạm hiện vật, tổ chức các chương trình giáo dục di sản cho học sinh. Tiếp theo, luyện tập vận dụng số 1 nhỏ, chức năng của Quốc Tử Giám khác với chức năng của Văn miếu ở những điểm nào? Thì điểm khác nhau ở đây đó là chức năng của Văn miếu là thờ Khổng Tử và các nhà nho có công trong việc phát triển nho giáo. Chức năng của Quốc Tử Giám thì nơi học tập của các hoàng tử, con quan đại thần hoặc là con nhà dân thường học giỏi.
Tiếp theo câu 2, hãy đề xuất một số biện pháp để giữ gìn các di tích lịch sử. Một số biện pháp để giữ gìn các di tích lịch sử đó là nâng cao ý thức của khách tham quan, giáo dục ý thức bảo vệ di tích, đầu tư việc trùng tu các công trình trong di tích. Tiếp theo vận dụng, hãy nêu cảm nghĩ của em về truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam sau khi tìm hiểu về văn miếu Quốc Tử Giám. Chúng ta sẽ nêu cảm nghĩ của mình về truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam sau khi tìm hiểu về văn miếu Quốc Tử Giám. Ví dụ như là hiếu học là một cái truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam được hình thành từ lâu đời và được trao truyền qua nhiều thế hệ. Biểu hiện trước hết của truyền thống hiếu học là tinh thần ham học hỏi, thích hiểu biết một cách tự nguyện và bền vững. Người hiếu học là người có nhu cầu học tập suốt đời. Biểu hiện thứ hai của truyền thống hiếu học đó là thái độ luôn coi trọng sự học, coi trọng người có học, đề cao giá trị của tri thức. Truyền thống hiếu học có một ý nghĩa hết sức lớn lao bởi nó luôn gắn với sự phát triển bền vững. Sự học chính là cái gốc, là cái căn cốt của mọi thành công, giúp cho con người hoàn thiện về nhân cách, giúp cho quê hương đất nước phát triển hưng thịnh. Văn miếu Quốc Tử Giám hôm nay là một cái di tích ghi dấu truyền thống hiếu học vẻ vang của tổ tiên ta, thể hiện khát vọng giành lấy những đỉnh cao tri thức của sĩ tử, cũng như mong mỏi kỳ vọng của triều đình, của nhân dân đối với tri thức.